Mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội phát triển đã và đang mang tới rất nhiều cơ hội, trong đó có cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, mặt trái từ những cơ hội này cũng đã nảy sinh, trong đó có việc trục lợi từ mạng xã hội đã gây ra rất nhiều những hệ lụy, làm méo mó lệch chuẩn trong quan hệ ứng xử cộng đồng. Những câu chuyện trái khuấy trước đây không ai nghĩ đến, thì giờ người ta xem đó là câu chuyện bình thường. Đơn cử như là mới đây, tại một đám tang có một người nổi tiếng, lẽ ra là nơi trang nghiêm để tiễn biệt người đã khuất, chia buồn với gia quyến, thì đám tang này lại trở thành nơi để các YouTuber, Facebooker và TikToker đua nhau chen lấn quay clip giật tích câu view. Rõ ràng, đó là những hình ảnh thể hiện văn hóa xấu xí. Thế nhưng, nó lại đang bành trướng với số lượng ngày càng đông đảo hơn, nội dung phản cảm hơn. Câu chuyện này đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Khu phố văn hóa nhìn có vẻ rất yên bình này. Cách đây khoảng một tuần đã diễn ra những cảnh tượng chưa từng có. Hàng nghìn người dân và đội ngũ streamer, YouTuber, TikToker, Facebooker đã thì nhau dẫm đạp, chen lấn trong đám tang tại tư gia của ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nổi tiếng được khán giả yêu thương là điều dễ hiểu, nhưng khó ai có thể ngờ nhiều người trong số đó lại nhân danh tình thương hay fan hâm mộ để có thể quay chụp những hình ảnh nhạy cảm, thêu dệt những câu chuyện bên lề gây ảnh hưởng tới tên tuổi của người đã khuất. Người còn sống thì sao? Họ cũng chẳng yên khi liên tục bị làm phiền, bị quy chụp bởi những thông tin trời ơi đất hỡi khiến nỗi đau chồng nỗi đau. Bức xúc cũng không biết phải làm sao bởi người thân, người anh, người cha của họ cũng chỉ vừa nằm xuống. Sau những ngày xong rồi thì thấy truyền thông đăng những cái tin mà không đúng sự thật. Nhưng mà gia đình không ai dám nói một câu nào với ai phỏng vấn. Thì ở trong nhà thì YouTube thì các quay vô thì thấy nhép miệng cái gì cái là nó đưa lên, nó nói những chuyện bậy bạ. Đó rồi khán giả bắt đầu chửi, ôi chửi luôn. Đó, gia đình cũng buồn. Thì gia đình cũng mong dân mạng đi thấy cái nào chính xác sự thật mình hãy nên nói. Chứ đừng gì nghe những người vào quay hay YouTuber rồi quay này kia rồi dựa theo đó mà nói về gia đình thì cũng tội nghiệp. Vẫn bức xúc với những người tốt mà nó nghĩ vào sự thật thêm những cái clip đó là thôi xin bỏ bớt những cái clip đó ra ngoài bên đi. Cái gì sự thật nói là sự thật phải nhau. Như mình thấy mình đã gần, mình thấy người ta tốt, mình nói tốt thôi. Nhưng mà ai đời ai cũng có một cái tư riêng của người đó, tại trong lòng người ta hiểu. Nhiều người so sánh những hình ảnh này giống như một cái chợ, thậm chí là một lễ hội. Báng bổ hơn, nhiều YouTuber, TikToker để có thể có được những hình ảnh hot còn xông vào nhà riêng, tìm cách tiếp cận quay thi hài cố nghệ sĩ. Những hành vi báng bổ, những hình ảnh xấu xí như thế này vốn không phải lần đầu diễn ra, nhưng ở đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì mức độ càng quá đáng hơn. Trước đây là đám tang của chú Chí Tài, nó làm đi một cái hình ảnh nó không đẹp. Cái nơi mà trang nghiêm nhất là cũng là bị xúc phạm đến thì thật sự góc độ tôi không chấp nhận được. Hôm đó có một số anh chị là họ đi thẳng vào nhà luôn, tới nơi ăn nghỉ luôn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt khi nhận được thông tin thì chúng tôi qua hỗ trợ liền. Nó hơi bị phản cảm, tại vì đó là nơi mà nó khúc dành cho gia đình, giống như khúc liệm đi. Thì khúc đó phải che màn lại để làm những công tác ấy chứ không thể là một khoe được. Thậm chí chuyện tư gia gia đình là cái chuyện mà cá nhân một số anh chị lại lôi vô cái chuyện đó vô. Rồi nói lung tung hết, không dừng, mà một số anh chị là YouTuber hay TikTok đó, cố tình để họ làm những điểm nhắn, những gì đó để nhìn nó có tiêu cực, để được tạo được cái lượng view, lượng like đó. Không chỉ gia đình, người thân, mà ngay cả lực lượng an ninh, bảo vệ và cả những nhà báo, những người làm nội dung chân chính cũng bị liên lụy ảnh hưởng bởi đội ngũ streamer ngày càng đông đảo này. Ồn ào rồi, cười nói một cách là vô tư, không có coi ai là gì hết trơn á, một rừng người đi theo. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì nó không phải là đi đưa tiễn, nếu mà đi tiễn là thái độ và cái cách đi của người ta khác. Bây giờ là nhìn vào là chỉ thấy là đi theo nhưng mà toàn là cái điện thoại là giơ lên cao hết. Nó cực kỳ xấu hổ luôn. Không những vậy mà các bạn là tường thuật trực tiếp nữa. Trong lúc mình đang ở một cái vị trí rất là thuận lợi và vị trí cũng rất là đường hoàng, chuẩn mực để mình ghi cái hình là hàng ngàn khán giả là thương tiếc nghệ sĩ Vũ Linh chẳng hạn, nhưng mà cũng bị một cái anh bảo vệ nào đó là tới chỉ mặt là mấy anh YouTuber là phải đi ra đi vào rất là tổn thương, nhưng mà không đi làm không được, đó là nhiệm vụ của tòa soạn giao. Đang nói muôn vàn những clip với tiêu đề giật gân, hình ảnh xấu xí và những thông tin sai lệch như thế vẫn nghiễm nhiên tồn tại và thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Lượng xem lớn thì lượng tiền tăng, khả năng kênh trở nên nổi tiếng và thu lợi được từ YouTube, TikTok hay Facebook càng nhiều. Vì vậy, không lạ khi những sự kiện mang tính văn hóa,
cần phải tôn trọng như thế này lại càng ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ để các YouTuber, Facebooker, TikToker gây náo loạn, quay clip, giật tít bất chấp để câu view. Nhiều ý kiến khẳng định nguyên tắc chuẩn mực cộng đồng chính là điều kiện tiên quyết, là cơ bản nhất khi tham gia mạng xã hội. Chính các ông lớn như là YouTube, Facebook hay là TikTok cũng luôn đề cao việc tuân thủ các nguyên tắc này. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao những nội dung phản cảm, gọi nôm na là những clip rác lại xuất hiện ngày càng nhiều như thế? Vậy nguyên tắc cộng đồng là gì? Chúng ta có đang hiểu sai về khái niệm này hay không? Hoặc một bộ phận những người làm nội dung có đang vì cái lợi trước mắt mà bất chấp đạp lên cái gọi là nguyên tắc hay tiêu chuẩn cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội hay không? Sân khấu cải lương vừa mất đi một tên tuổi lớn là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì vài ngày sau lại hay tin một cây đại thụ nữa là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang ra đi. Trong lễ viếng tổ chức tại Việt Nam mới đây, có lẽ cực chẳng đã, ban tổ chức của buổi lễ đã phải đưa ra thông báo yêu cầu không YouTuber, TikToker, livestream Facebook và quay phim. Thông báo ra phần nào đã hạn chế được tình trạng bát nháo, giữ cho buổi lễ được trang nghiêm. Nhưng những mất mát tổn thương trước đó mà nhiều nghệ sĩ từng phải chịu khi có mặt trong đám tang đưa tiễn đồng nghiệp, người anh, người thầy của mình như Ngọc Huyền, có lẽ cũng lâu lắm mới có thể nguôi ngoai. Cái đầu của Ngọc Huyền là chỉ đang ở nơi chánh điện là hướng về bác Diệp Lang và cầu nguyện xin phép cho Ngọc Huyền không nói gì thêm hết. Việc sử dụng văn hóa mạng của Việt Nam nó đang ở cái mức gần như là cái mức thấp nhất của thế giới. Bất cứ một cái sự việc nào chúng ta cũng sẽ thấy những cái thành phần có thể có những cái phát ngôn vô văn hóa, tục tiểu hoặc là những cái câu nói gây tổn thương cho đôi khi là cho cả nạn nhân trong chính câu chuyện đó. Mình up cái đó lên có thể mình thắng được một vài triệu view, một vài ngàn hoặc là trăm ngàn lượt sub. Nhưng mà cái hậu quả để lại thì có hủy hoại cái danh tiếng của mình hay không? Việt Nam đang được coi là một trong những nước có lượng người xem YouTube trên TV cao nhất, với con số được ghi nhận vào tháng 5 năm 2022 lên đến 30 triệu người. Có hơn 1.100 kênh sở hữu trên 1 triệu người theo dõi. Bao nhiêu trong số đó là kênh có nội dung sạch hay nội dung rác, có lẽ cũng khó lòng thống kê. Mặc dù các nền tảng này vẫn luôn phổ biến về nguyên tắc cộng đồng, cụ thể là việc không cho phép đăng tải các nội dung câu kéo, lừa đảo, xóa những thông tin sai lệch gây hiểu lầm, có thể gây thiệt hại đáng kể cho các cá nhân, cộng đồng hay công chúng nói chung. Tuy nhiên, có vẻ thước đo và việc quản lý những nguyên tắc này vẫn còn khá lỏng lẻo. Điều này giải thích cho sự hỗn loạn, bát nháo tại các đám tang người nổi tiếng, vì sao cứ lặp đi lặp lại. Các clip rác vẫn xuất hiện tràn lan. Kéo theo đó còn là những quảng cáo xuất hiện nhan nhản trong các clip dạng này, khiến người ta dễ dàng đặt ra câu hỏi. Liệu các đơn vị đó có đang tự hạ thấp thương hiệu của mình hay việc kiếm tiền bất chấp nguyên tắc cộng đồng đã thực sự đến hồi báo động? Thì tức là khi mà chúng tôi chọn lựa là cái thông điệp quảng cáo của mình xuất hiện ở bất cứ đâu thì chúng tôi đều làm việc rất kỹ với các cái đối tác truyền thông để đảm bảo có những cái bộ nguyên tắc với nhau là thông điệp của Vemin chỉ được xuất hiện ở những cái clip như thế này, là mình không tiếp tay vào việc phổ biến cho những cái clip rác hay là clip độc hại đấy, thì những cái clip đó dần dần nó sẽ không còn chỗ đứng nữa. Khi mà chúng ta có những cái câu hỏi như này, khi mà chúng ta đặt những cái vấn đề này thì dần dần là xã hội và đặc biệt là các bạn làm trong cái ngành nghề social influencers như vậy thì các bạn cũng sẽ dần nhận thức được rằng cái tầm quan trọng của những nguyên tắc cộng đồng như thế. Các cái điều khoản về tiêu chuẩn cộng đồng gây một số cái khó khăn nhất định trong quá trình chia sẻ thông tin cũng như là sản xuất nội dung đến để tiếp cận đối với cộng đồng. Tuy rằng như thế nhưng mà theo thời gian thì chúng tôi lại cảm thấy là tiêu chuẩn cộng đồng chính là cái điều kiện hỗ trợ rất là tốt cũng như là cái kim chỉ nam. Vì có những cái tiêu chuẩn cộng đồng thì chúng tôi mới có thể là tạo ra được những cái tác động tích cực và mang lại nhiều giá trị. Nhiều chuyên gia cho rằng không phải mạng xã hội độc hại mà chính là những thứ độc hại của đời thực đã và đang được mang lên mạng xã hội một cách khó kiểm soát. Để ngăn chặn loại rác mạng độc hại này, cần trông chờ vào ý thức, sự tự giác của những cá nhân, tập thể trong việc sử dụng mạng xã hội một cách thông thái. Nhưng để loại bỏ hẳn nó hay để môi trường mạng trở nên văn minh, trong sạch hơn thì điều đó là không đủ. Đám tang cần sự trang nghiêm, thể hiện sự thành kính dành cho người quá cố, thì qua ống kính của những người làm nội dung trên mạng xã hội lại trở nên bát nháo, hỗn độn và gây tranh cãi. Theo các chuyên gia văn hóa, những hành động bất chấp này không chỉ thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức của một số người, mà còn khẳng định sự vô pháp, sẵn sàng làm tất cả để kiếm tiền.
Vì vậy, khi pháp luật đã có chế tài để xử lý những hành vi vi phạm trên không gian mạng, thì cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xử lý, qua đó răn đe, bảo vệ những chuẩn mực ứng xử cộng đồng, cũng như những chuẩn mực về văn hóa. Buồn, sốc và phẫn nộ là những từ ngữ mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ nói về những cảnh này, khi một số người làm nội dung mạng xã hội đã bất chấp đạo lý làm người để chen lấn, xô đẩy nhằm ghi hình bằng được ở một sự kiện mang tính tâm linh. Vậy nên, đã đến lúc cần gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh tới những người đang làm xấu không gian mạng, vì nó có thể ảnh hưởng tới chính họ trong tương lai. Tất cả chúng ta đều buồn, và cả xã hội buồn. Tôi hy vọng rằng các anh chị đã thực hiện những điều đó, hãy quay lại, nhìn lại một chút. Anh chị đừng bất chấp vì là chúng ta có một cái cảnh được thu ở trong máy của mình để phục vụ những người trên mạng, thì chúng ta lại quên rằng là chúng ta là một người trong không gian tương tác với những người xung quanh. Rồi mai sau con cháu chúng ta nhìn lại, ông bà bố mẹ vì trục lợi, vì cái số tiền mà mình có thể đạt được qua cái hoạt động dịch vụ của mình, mà bất chấp tất cả, đạp lên màu mã của những người xung quanh, kể cả đó là màu mã của những nghệ sĩ rất nổi tiếng, cũng là thần tượng của không biết bao nhiêu người khác. Liệu có đáng chăng? Đã đến lúc cái tiếng chuông cảnh tỉnh này phải được gióng lên. Nhưng cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, bên cạnh việc tẩy chay những clip độc hại, câu view bất chấp đạo lý của những người sản xuất nội dung, thì để hạn chế những sự việc đáng buồn xảy ra từ ngoài đời thực cho tới không gian mạng, thì mỗi người dân cũng nên có trách nhiệm khi tiếp cận các clip trên mạng. Làm nội dung đã phải chen lấn, phải tạo ra một cảnh bát nháo trong một không gian đám tang, chúng ta có quyền không bấm like, để thể hiện được là cái sự không đồng tình của chúng ta đối với cái việc là tạo ra sự bát nháo. Đa phần những clip liên quan đến người nổi tiếng qua đời đều mang tính xuyên tạc, bịa đặt nhằm câu view, câu like để trục lợi, đã gây hoang mang trong dư luận, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức được luật an ninh mạng năm 2018 quy định, đó là những hành vi nghiêm cấm. Những người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự theo những nghị định, quy định khác của pháp luật. Về trách nhiệm hình sự, nếu như vụ việc thỏa mãn đầy đủ những cái yếu tố tội phạm đó, thì tùy theo cái mức độ vi phạm cũng như là tính chất của cái hành vi đó sẽ bị xem xét vào những cái một số tội danh mà trong bộ luật hình sự quy định. Ví dụ như điều 155 về tội làm nhục người khác, điều 156 về tội vu khống, hoặc là điều 288, chúng ta có cái tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính và mạng viễn thông, hoặc điều 331. Và những cái điều mà 331 này rất nhiều người vi phạm, đó là những cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước thực tế bát nháo ở các đám tang người nổi tiếng thời gian qua, các cơ quan chức năng cần tiến hành xử phạt kịp thời những người có hành vi tung tin xấu độc trên không gian mạng. Bên cạnh đó, để đảm bảo trọn vẹn quyền, lợi ích của mình, các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi những clip xuyên tạc trên mạng có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại. So với Facebook hay là YouTube thì hiện TikTok đang có sự lan truyền mạnh mẽ hơn tại thị trường Việt Nam do người dùng chủ yếu còn trẻ tuổi. Mặc dù phần lớn các nội dung trên nền tảng này có tính sáng tạo cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều trào lưu nguy hiểm, nhảm nhí, gây phiền cho người khác chỉ nhằm mục đích câu view. Nhiều người dùng mạng xã hội có hành vi không phù hợp, vi phạm nguyên tắc, gây ảnh hưởng đến những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp khác. Những người theo đuổi nội dung sạch cần phải nhận thức không chỉ tạo nội dung hay và thú vị mà còn phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ danh xưng nghề nghiệp của chính mình. Đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung của Chuyện Trong Ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.